Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 ngày 2 tháng 4, tỉnh đã lập tức thực hiện cách ly thôn Chí Trung xã Tân Quang, huyện Văn Lâm trong tối thiểu 28 ngày để chống dịch. Phóng sự sau được thực hiện từ trong vùng dịch sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của nhân dân trong thôn để chiến thắng đại dịch. Phải thay đổi thói quen sinh hoạt, đi lại, làm việc hàng ngày trong gần một tháng cách ly. Nhân dân trong thôn đều đồng tình với cách làm của cơ quan quản lý nhà nước. Gạt bỏ những khó khăn với bản thân, người dân còn thể hiện trách nhiệm với xã hội, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly để tránh những nguy cơ lây chéo dịch ra cộng đồng. Tôi rất là đồng tình với biện pháp cách ly của các cấp lãnh đạo. Bởi vì là cách ly như thế này thì bảo vệ được sức khỏe của người dân và cũng tránh để lây lan dịch ra cộng đồng bên ngoài. Dùng cái biện pháp cách ly như thế này thì tôi thấy là cũng rất là hữu hiệu đối với lại từng cá nhân trong thôn. Thứ nhất là để cách ly để tạo sự an toàn cho gia đình, tạo sự an toàn cho chính mình để phòng chống dịch. Thì tôi thấy cuộc sống của tất cả người dân cũng như gia đình tôi là vẫn diễn ra bình thường như những cái ngày khác. Mọi hoạt động thì vẫn diễn ra ở trong nhà và bọn tôi là hạn chế tiếp xúc ở bên ngoài để cho tránh cái trường hợp là lây lan, lây chéo. Lương thực, thực phẩm và các hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu khác phục vụ cuộc sống hàng ngày của nhân dân đã được chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để đảm bảo. Hiện các cửa hàng trong thôn đảm bảo đủ cơ số hàng hóa phục vụ nhân dân với giá bán như bên ngoài, không để xảy ra tình trạng lợi dụng cách ly để tăng giá. Tất cả các loại hàng hóa nhu yếu phẩm, những cái gì mà cấp thiết của người dân thì đều được cung cấp đảm bảo, không có hiện tượng chênh kênh và tăng giá. Cùng với sự giúp đỡ kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân, doanh nghiệp trong khó khăn, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc lại được nhân lên trong từng ý nghĩ của mỗi người dân. Mọi người cùng động viên nhau vượt qua khó khăn để chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong cái cách ly này thì tôi thấy là tình đoàn kết của mỗi người dân được gắn kết thêm và thể hiện cái tình làng nghĩa xóm và thể hiện cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Và tôi tin tưởng rằng là với cái tình cảm mọi người dành cho nhau như thế này và tất cả các nơi dành tình cảm cho Chí Trung của chúng tôi sẽ vượt qua được dịch bệnh một cách chiến thắng. Chí Trung cố lên, cố lên, cố lên!